Tăng năng gạch cha mi con đề mết lòng thành kính xin quý tăng. Đô tí giám bì bụt thang xa la năng gạch cha mi con đề mết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Đô tí giám bì tham mạng xa la xin pháp lần thứ nhì. Đô tí giám bì sáng khang xa la năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý tăng lần thứ nhì. Ta ti yam pi bụt thang sa la nang khat cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba. Ta ti yam pi tham mang sa la nang khat cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ ba. Ta ti yam pi sang khang sa la nang khat cha mi con đem hết lòng thành kính xin quý tăng lần thứ ba. Tỳ sarana kahanang paripunang phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê dạ xin vâng. Bà na ti ba ta về ramani sẽ khá bà đăng sama đi a mi con xin vâng giữ điều học là quý tranh xa sự xa xanh. Adina dana về ramani sẽ khá bà đăng sama đi a mi con xin vâng giữ điều học là quý tranh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara về ramani sẽ khá bà đăng sama đi a mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musa Wada về Ramani sẽ khá bà đăng sama đi a mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me ra yama chappa ma da tha na về Ramani sẽ khá bà đăng sama đi a mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Panatipata viramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana viramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara viramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sứ tà dâm. Musawada viramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sứ nói dối. Sura mê ra mát cha ba ma đa tha na vê ra ma ni si ka pa đang sa ma ti ya mi con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự dễ dùi uống rượu và các chất say. Imani ban cha si kha ba da ne sa tu gan ka toa a pa ma de na ne cha ka lang sa ma ra khi tập mang chứ thiện tinh nên thọ trì ngũ giới này chứ rửa trong sạch với vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên với vui. A ma phan tê dạ xin vâng. Si la na su ga tan yan ti si la na phu ga sa ma da si la ni ni bu tan yan ti ta sa ma si la vi so tha ye các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư thiện tín đã ráng thọ trì giải luật chư đưa trong sạch đừng có lâm nhơ. Sa thu lành thay. Dạ, thay mặt đại chúng trong room con xin được thành kính tri ân đại đức minh hạnh từ bi hoan hỷ thay mặt chư đại đức tăng để truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con với lòng thành kính làm lễ tán nhất tam bảo tụng kinh và tỏ chỉ quy giới phần phước phát sanh lên. Chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn,
duyệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới, đạo Vatana xin được nhường lại cho Sít MC Nhật Huỳnh. Em mời Sít Nhật Huỳnh. Dạ sa thú kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á. Dạ cảm ơn cô tu nữ Viriya Thanh Á trích Rằng Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ kính chào anh chị Phan Văn Liêm, kính chào Rằng Đông. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ cảm ơn Xích Hoa Nguyệt cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Viriya Tana, cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Bình kính chào Vinh Quá Thanh Á, Mến Sẵn Đông kính chào Chánh Đa Ra, kính chào Giác Ngộ. Dạ cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Mến chào Thi An Lạc, Mến chào Xích Hoa Nguyệt, Mến chào Xích Sẵn Đông, kính chào Không Chờ Không Đợi, kính chào anh chị Phan Văn Liêm, kính chào Huyền Mộng, mến chào Châu Phan, kính chào IQM đó, mến chào Trang Thư, mến chào Tâm Phương, kính chào Hoa Sen. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Bình, kính chào đạo tràng. Dạ sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ, thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á đã thay mặt đạo tràng để bái tam bảo và thọ trì quy giới, và kính chào người phương Nam vừa vào đạo tràng. Và cô Tự Duyên có trước máy có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không cô? Bây giờ hiện giờ cô có thể cầm mic được không? Cô cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Và sa thủ đành thai Nhật Quỳnh kính mời cô thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được đại đức Pháp Tính giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá, và kính mời cô. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Và giờ này là giờ cung thỉnh Pháp Sư. Kính mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng tự nhiên cung thỉnh Pháp Sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ramma chaloka thi pati sampati kataya iyan thi varang thaya chatha santi thasatap barachap Kachatika Dese to tham mang anu kam bimang pachan Satham ma perim vinayan kayan Sutta ban thân áp thăm mà chấm măng
cô ta dân tu cha tu sát đăng ba bố ta này về Parisa và Manche e quan tâm ba tì ma và ga quan tăng a cha tha tùng hi pha quê na tăng bút thô ca duôn nhi na thi và sa ya tâm ha bút tha ya pa đề na bi ca văn ta tu ga tu mình cha quát gia đa vô nay ye a măng ba ye di tham ma tu ta tu pa pu ti sam bu tu anu na tham ma de sa nam ma ga wa sa ni de se si sa ta nang ngat tha sit tha kang Tê na sa thu ai vô phản tê Đề xê tu thăm mà đê xa năng Sập ba di tha bà ri xa gia A nu cam bằng bi ca ta quê Phạm Thiên Vân ngắm ngồi khấn bán Phật nhận lời những chẳng gì hơi Lòng mở đạo dạy đời Nhắm vườn lộc gia ngài đời chân sang Thuyết Pháp độ các hệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thôi không mòn nhưng điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu đặng trí tia vẹn toàn nhân nam mô bức thầy dạ. Con đã thay mặt cung kính pháp sư vừa xong, con đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư vừa xong. Thì bây giờ con kính cung thỉnh đại đức pháp tính. Con biết đại đức pháp tính có nghe âm thanh của con không ạ? Dạ cảm ơn sư. Và bây giờ kính mời sư Từ Bi Hoan Hỷ đăng đàn thuyết giảng cho chúng con bài học hôm nay.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu đọc rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Phụng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về bất thiện yếu nghiệp phần thập phiền não chí lê sát. Đây là cái bài cuối của ở bên cái phần bất thiện yếu hiệp. Chúng ta học hết cái bài này xong thì sau chúng ta sẽ qua tạp lậu yếu hiệp. Dạ, chắc có lẽ mình vẫn còn ở trong cái phần bất thiện yếu hiệp, mà cái bài này là tập phiền não chí lê sát. Chí lê sát. Vậy thì trước khi đi vào phần thuyết giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadami sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho sanghang namami lokassanathangvaramuttamahang buddhang chak dhammang chak bhannamami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn Đức Tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính thưa quý vị, tập phiền não chí lê sát. Vậy ở đây cái chữ chí lê sát phiền não có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà cái tinh thần của chúng ta bị quấy nhiễu hay là bị cấu quế, hay nói một cách dễ hiểu hơn là nóng nảy, là nóng nảy, thì coi như cái đó được gọi là phiền não. Chí lê sát, chí lê sát. Chí lê xá. Đúng rồi đó. Thì phiền não á, bây giờ chúng ta nói chung là cái chất mà nó đốt nóng. Dù cho cái đó là phiền não tham, phiền não sân, phiền não tà kiến, phiền não phóng dật, phiền não gì cũng vậy, hãy mà chúng ta bị cái phiền não nó vướng vào trong ta là coi như là nó sẽ đốt nóng chúng ta đó. Dù cho người ta nói ví dụ như tham nó là ngọt nhưng mà trong vẫn có cái chất nóng. Cũng như ở trong đời mà quý vị thấy rằng có những cái thứ mình ăn vô nó rất là ngọt, nó rất là ngọt nhưng mà nó sẽ làm nóng ở trong cái cơ thể của mình. Thì đối với cái phiền não cũng vậy, có nhiều người ta nói tham tham thấy nó rất là im ắng, nó rất là mềm, nó rất là như là nó có một cái trạng thái nó rất là im ắng. Thì tại sao mà nói nó là đốt nóng? Thật sự ra đó, quý vị biết rằng mình thấy nó im ắng vậy thôi, chứ thật ra thì nó đốt nóng mình, nó đốt nóng mình mới làm cái chuyện đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng một tên trộm khi mà ham thích cái món đồ đó của chủ nhân rồi đó, là coi như là quý vị thấy rằng trong tâm tư người ta sẽ tìm cách để mà vượt rào hoặc là đào tường quét vách đồ vân vân để mà người ta trộm được cái món đồ đó. Nhiều khi người ta lên cái kế hoạch nó rất là chu đáo đó. Thành ra nếu mà không phải cái phiền não nó đốt nóng thì sao mình làm vậy được đó. Thành ra đó, cái ký lê xá này nè, mình muốn diễn giải bằng cái cách nào cũng được hết, ô nhiễm hay là nhơ bẩn hay là cấu quế gì đó, nhưng mà nó có cái trạng thái chung
của ký lê xá là đốt nóng, và cái trạng thái chung của ký lê xá là đốt nóng. Vậy thì thập phiền não này á, nếu mà nói theo bản kinh á, thì có dục ái, sắc ái, vô sắc ái, rồi hữu ái, rồi tham, sân, si, mạng, tà kiến, hoài nghi. Có thể vị nào có thể vị nào mà viết lên giùm, viết lên giùm chúng tôi. Thứ nhất á, nếu mà nói theo tạng kinh á, thì có dục ái, thứ nhất là dục ái nè, thứ hai á, là sắc ái nè, nói theo tạng kinh thì có dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Dục ái, sắc ái, vô sắc ái, hữu ái, hữu ái. Phải mình viết nguyên một cái hàng dài luôn, mà quý vị viết luôn một cái hàng dài luôn cũng được nữa. Dục ái, sắc ái, vô sắc ái, rồi hữu ái, tham, sân, si, mạng, tà kiến, hoài nghi. Đó, là nói theo tạng kinh đó. Mạng, tà kiến, hoài nghi, rồi xa thú thành thai. Để mình gộp chung lại đi, gộp chung lại là nói theo tạng kinh có 10 cái phiền não đó. Mình copy là mình gộp chung lại đi. Rồi xong rồi theo tạng vi diệu pháp. Theo tạng vi diệu pháp. Theo tạng vi diệu pháp. Theo tạng vi diệu pháp nè, thì là tham là phiền não nè. Tham, sân, si, mạng, tà kiến, hoài nghi, phóng dật, hôn trầm, vô tàm, vô quý. Nói theo tạng kinh thì dục ái, sắc ái, vô sắc ái, hữu ái, tham, sân, si, mạng, tà kiến. Rồi theo tạng vi diệu pháp, tham, sân, si, mạng, tà kiến, hoài nghi, phóng dật, hôn trầm, vô tàm, vô quý. Anatapa là vô quý. Đó, kịp không? Quý vị viết kịp không? Tử Nhật Quỳnh viết kịp không? Tham, sân, si, mạng, tà kiến, hoài nghi, phóng dật. Tham, sân, si, mạng, tà kiến, hoài nghi, phóng dật, hôn trầm, vô tàm, vô quý. Tham, sân, si, mạng, tà kiến, hoài nghi, phóng dật, hôn trầm, vô tàm, vô quý. Rồi, mình gộp lại cái đó lại đi. Rồi, vậy thì quý vị thấy á, quý vị thấy thường thường á, chúng ta có bao nhiêu sở hữu bất thiện, quý vị nhớ không? Chúng ta có bao nhiêu sở hữu bất thiện? Si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Quý vị có nhớ chúng ta có bao nhiêu sở hữu bất thiện không? Nhớ không? Không nhớ. Si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham, ngã mạn, tà kiến, sân, lận, tật, hối, hôn trầm, thị miên, hoài nghi. Đó, đúng rồi, 14. Nha, chúng ta có 14 sở hữu bất thiện. Đó, xa thú. Mà quý vị nhớ được con số là cũng hay rồi. Thì quý vị thấy rằng á, ở trong thập phiền não á, theo tạng vi diệu pháp á, đó, thì chúng ta, tại sao ở đây kể có 10? Tại sao ở đây kể có 10? Thì đã nói bất thiện là phiền não rồi, phải không? Nhưng mà tại sao ở đây kể có 10? Thì vậy thì chúng ta thấy thiếu cái gì quý vị? Chúng ta thấy thiếu cái gì?
chúng ta thấy thiếu nè, để tôi chúng tôi dò lại cho quý vị nè: tham nè, sân nè, si nè, mạng nè, tà kiến nè, hoài nghi nè, phóng dật nè, hôn trầm nè, vô tàm nè, vô quý. Vậy thì 10 cái phiền não này, 10 cái phiền não theo cái tạng của diệu pháp, thì chúng ta so lại với 14 sở hữu bất thiện, 14 sở hữu bất thiện. Vậy thì thiếu cái gì ta? Thiếu cái gì? Vậy thì chúng ta thiếu tật lẫn hối, tật lẫn hối. Thì vậy thì mình chỉ nói sân, mình nói sân là được rồi. Sân là phiền não. Thì có lúc á, quý vị sân do đâu? Có lúc quý vị sân do đâu quý vị? Do tật. Có lúc á, thì mình sân á, nó không có tật lẫn hối trong đó. Ví dụ như giờ á, mình bây giờ chúng tôi ngồi để chúng tôi giảng, mà chúng tôi nghe cái âm thanh ở bên ngoài nó khó chịu, thành ra chúng tôi khởi lên cái tâm mà không có ưa thích. Thì trong cái trường hợp đó chúng ta sân nó chỉ đơn thuần là mình không vừa ý với cảnh thôi đó. Nhưng mà có lúc á, thì chúng tôi sân lên là do chúng tôi có một cái sự mà ganh tị. Thật á, chúng tôi có cái sự ganh tị. Rồi có lúc á, chúng tôi á, là sân á, do cái sự mà lận, có nghĩa là bỏng xén. Có lúc chúng tôi á, ai xin gì á, tự nhiên ta có mấy cục kẹo cái lại xin là mình hiểu, mình bỏng xén không cho, mình không cho, mình không thích, không cho đó. Có khi á, là mình sân do mình hối hận. Mình hối hận lúc đó có chư tăng về nhiều, mình có những cái thức uống, mình có những cái thức uống này thức uống kia, phải chi mà lúc đó có 10 vị đến với mình thì mình đem ra mình cúng dường, mình tạo phước. Bây giờ cái 10 vị đó về rồi mình mới nhớ đó, thành ra mình có cái sự mà nó hối, mình sân lên do cái sự mà hối tiếc của mình đó. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong tạng diệu pháp chúng ta chỉ cần nói sân là chúng ta nhớ rằng là có trường hợp mình sân do mình bất bình với cảnh thôi, có trường hợp mình sân do mình ganh tị, có trường hợp mình sân là do mình có cái sự bỏng xẻng, có trường hợp mình sân do mình hối tiếc. Thành ra bây giờ mình chỉ nói sân là đủ rồi, mình nói sân là đủ rồi đó. Thành ra đó, rồi quý vị thấy rằng vậy thì chúng ta đã kiếm thêm được 3 tâm sở rồi. Chúng ta có 14 sở hữu bất thiện, mà ở diệu pháp này kể ra đó là tham sân si mạng tà kiến hoài nghi phóng dật hôn trầm vô tàm vô quý đó. Vậy thì còn 4 tâm sở bất thiện nữa đâu, tại sao mà không kể đó? Thì chúng ta nắm ngay chỗ cái chi pháp mà sân á, là chúng ta biết rằng là thiếu tật lẫn hối. Mà cái này không phải là thiếu, nhưng mà thường thường á là mình nói sân á, thì trong cái trường hợp đó mình biết sân là do cái gì đó. Thì nếu mà quý vị mà tu tập, chúng ta tu tập thiền quán, hoặc là chúng ta tu tập mà chúng ta không biết chúng ta đang sân ở trong cái loại nào, chúng ta không biết là cái tâm sân của mình là do mình hối tiếc là mình sân, hay là do mình có cái sự mà ganh tị rồi mình sân, thì nếu mà mình nói mình tu tập thiền quán mà mình không biết được cái trạng thái này thì nó rất là dở, đúng không quý vị? Có nghĩa là chúng ta quán á, thì chúng ta phải biết mình cái nguyên nhân nào mà mình sân đó. Thì như vậy đó mình mới trị được cái bệnh phiền não của mình đó. Vậy thì bây giờ còn thiếu có một sở hữu còn thiếu có một sở hữu nữa đó. 10 sở hữu chúng tôi đã kể lên rồi: tham là 1, sân là 2, si 3, mạng 4, 5 là tà kiến, 6 là hoài nghi, 7 là phóng dật, 8 là hôn trầm, 9 là vô tàm, 10 là quý. Rồi tật lẫn hối nữa là 13 rồi. Vậy thì chỉ còn có một anh thôi, một anh mà chúng ta rất là nghe rất là quen, hôn thị cái, có nghĩa là hôn trầm và thị miên đó. Đó thì ngay chỗ này có hôn trầm mà sao không kể thị miên vô đó? Thì quý vị thấy rằng cái cặp mà hôn trầm với thị miên này nè, nó là hai anh em song sinh, nó sẽ đi chung hết, nó sẽ đi chung với nhau. Thành ra khi mà mình nói về hôn trầm thôi cũng được, mình phải biết là hôn trầm nó sẽ gắn liền với thủy miên, có nghĩa là giả dượi, mệt mỏi và buồn ngủ đó. Thì
hai cái anh này anh sẽ đi chung. Nhưng mà khi mà chúng ta kể ra cái phiền não đó, chúng ta kể một cái đó cũng được rồi. Đó, vậy thì chúng ta gom được hết là cái ký lê xá, là mình gom chung 14 sở hữu bất thiện. 14 sở hữu bất thiện đó vô đó, là coi như là nó đều là nằm ở trong phiền não hết. Là mình bị cái phiền não, mình bị một cái nào ở trong đây, mình cũng bị cái sự đốt nóng hết. Đó, bây giờ quý vị có thể hình dung ở trong tâm của chúng ta. Bây giờ mà mình nói về một cái phiền não mà mình coi như là nó cũng nhẹ nhẹ nha. Ví dụ như là hoài nghi, là chúng tôi nói nhẹ hơn là nhẹ hơn cái tà kiến hoặc là cái tham đồ này kia đó. Đó thì quý vị thấy rằng đối với cái hoài nghi nó cũng đốt nóng mình nữa. À, nó đã mình hoài nghi là sao mình làm việc được, mình không có làm được cái việc gì hết đó. Khi mà tâm của chúng ta bị vướng vào hoài nghi rồi thì chúng ta không làm việc được. Đó đó, vậy thì chúng tôi đã kể về chi pháp cho quý vị nghe. Đó, vậy thì đối với ở trong tạng kinh và tạng diệu pháp á, tại sao mà có cái sự khác biệt như vậy, thì chúng ta phải biết rằng là đối với tạng kinh thì thường sẽ đặt nặng về cái ý nghĩa của pháp, còn đối với tạng vi diệu pháp á, thì thường đặt nặng về cái bản thể pháp, cái thực tánh, cái thực tướng của pháp đó. Thành ra đó, do đó mà chúng ta thấy rằng có những cái điểm dị biệt vậy thôi. Chứ nếu mà mình gom chung lại thì coi như là đều gọi là phiền não hết, đều gọi là phiền não hết. Đó, thành ra chúng ta không có gì mà chúng ta cần phải nghĩ rằng là cái này đúng cái kia sai, nó không có. Quý vị, một cái là ở bên tạng kinh sẽ đặt nặng về cái ý nghĩa, cái nghĩa của pháp, rồi một cái thì bên tạng vi diệu pháp sẽ đặt nặng về cái bản thể, đặt nặng về cái bản thể của pháp, cái thực tính của pháp. Thành ra do đó nó có cái sự mà nó khác nhau là về cái phiền não của người này nhiều, phiền não của người kia ít, chứ không có một cái gì mà làm cho chúng ta thấy có cái sự sai lệch hoặc là cái sự mà khác nhau nhiều hết. Đó, vậy thì bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ cái bài này là cũng giống như cũng ôn lại thôi quý vị. Tại vì mà chúng ta là chúng ta đã học về 80 thực tính pháp rồi. 80 thực tính pháp rồi. Thành ra mà thực tính pháp đó là 80 thực tính đó thì coi như là nếu mà nói về 10 phiền não này là có nằm trong đó hết. Đó, thì chúng tôi cũng lướt qua cho quý vị. Thì đứng đầu là lô phát, lô phát ký lê xá có nghĩa là tham phiền não. Tham phiền não có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là cái sự đắm nhiễm ở trong năm trần cảnh, hay là những cái pháp mà khả ái khả hỷ đó, hoặc là chúng ta thích thú với những cái cảnh giới tái sinh luôn, thì cái đó nó cũng là tham phiền, nó cũng là tham. Nó mà đối với cái sự tham này á, là quý vị biết rằng rất là khủng khiếp. Đối với tại sao mà chúng ta có cái ngũ uẩn, tại sao chúng ta có mặt ở trong cái cuộc đời này, tại sao chúng ta chưa có chấm dứt được cái dòng sanh tử luân hồi, là cũng vì tham phiền não này nó còn. Cái phiền não tham này nó còn quý vị, thành ra nó trôi lăn ở trong dòng sanh tử luân hồi đó. Mà quý vị, vậy thì ở trong mà cái phần mà nói về tứ đế, quý vị thấy rằng cái nhân sanh ra khổ đế, tập đế là cái nhân sanh ra khổ đế. Vậy thì cái nhân sanh khổ đế, cái chi pháp là tham phiền não do tham phiền não đó mà nó làm cho chúng ta luân hồi dài, có mặt ở trong cảnh giới này cảnh giới kia. Hãy mà có mặt ở đâu là chúng ta ham thích ở đó. Đó, cũng như quý vị thấy rằng ở trong đời sống của những cái vị mà ngày xưa, những cái câu chuyện tiền thân, quý vị thấy rằng có những người, người ta tái sanh, cái sự tái sanh của người ta rất là khổ, nhưng mà người ta vẫn bị dính mắc vào cái chỗ tái sanh đó. Đó, cũng như quý vị thấy rằng cái câu chuyện mà nói về
một cái người một cái đứa con nít đó, mà khi mà mẹ của nó mà hãy mà bồng ẵm nó là nó khóc, nó giận dữ lên liền. Nó vừa khóc giận dữ mà nó vừa sợ. Cái câu nó là tại sao? Tại vì nhiều kiếp ngà nó bị cái người mẹ này giết, ngà nhiều kiếp nó bị cái người mẹ này giết. Thì trong một cái cách đó đó ngà bốn kiếp sống, mà lúc đó đó ngà cách đó bốn kiếp sống. Quý vị thấy rằng á, là coi như là cái người vợ này đó, là cái đứa bé đó đó, nó là chồng là của cô ta, là cái đứa bé là chồng của cô ta. Nhưng mà vì cô ta có cái sự mà tư tình là với một cái người em chồng, thành ra đó hai người đã lập mưu là để mà cô gái này cũng giết cái người chồng. Thì quý vị thấy rằng khi đó cổ mới kêu cái người chồng đó, là ra ngoài cái bến sông là để tắm với cổ, là tắm với cổ. Thì khi mà ra ngoài bến sông rồi đó, thì hai người đã coi như là đã âm mưu với nhau, là lấy cái cây rựa để mà đập lên cái đầu của cái người chồng. Thì khi cái người chồng nó chết á, thì quý vị thấy rằng á, mới tái sanh, tái sanh làm con chó. Khi mà tái sanh làm con chó đó, thì quý vị biết đó, là coi như là cái con chó đó nó cứ quanh quẩn, nó theo cổ hoài, nó theo cổ hoài. Có nghĩa là nó theo như hình với bóng luôn. Thành ra sớm làng người ta mới nói rằng là con chó là chồng của cô ta. Thành ra cô cũng như là bị sớm làng chế giễu. Thành ra cô ta rất là tức, nên cô ta đã dụ cái con chó đó đi bờ sông đó, và đã nhận nước nó chết. Nhận xiết cổ, nhận nước nó chết. Khi mà xiết cổ nhận nước đó, là quý vị biết rằng là lúc bấy giờ nó sanh vô cái bào thai, nó sanh vô cái bào thai của một cái con bê, một cái con bò đó, thì nó sanh vô cái bào thai của con bò. Lúc đó đó quý vị thấy rằng nó sanh vô cái bào thai của con bò rồi đó, rồi một thời gian con bò đó đẻ ra nó, đẻ ra cái con bê con. Đẻ ra con bê con á, thì quý vị thấy rằng cái con bê con này đó, mỗi lần nó gặp cái cô gái đó là nó nhớ lại cái người vợ của nó, cái người vợ của nó. Thành ra đó nó cũng chạy theo cổ, nó chạy theo cổ nữa. Rồi một ngày kia đó, con bê này nó lớn lên đó, là quý vị biết rằng là bị người ta giết để mà ăn thịt, giết để mà ăn thịt. Thì khi con bê đó nó chết đó, thì nó lại tái sanh vô bào thai của cổ, tái sanh vô bào thai của cổ, quý vị. Thì khi mà cổ sanh nó ra đó, thì quý vị biết là coi như là thể mà cổ mà đụng vô cái đứa bé này, thì đứa bé sẽ la khóc quáng lên một cách rất là ghê sợ. Đến nỗi mà lúc đó chỉ có cái người mà cha chồng của cổ là mới giữ được đứa bé, mới dỗ đứa bé, thì đứa bé nó mới nín. Thì quý vị biết rằng thì lúc đó cổ nuôi con cũng không được, thành ra mới để cho ông nội nuôi. Thì khi mà ông nội nuôi là nó lớn lên đó, cái lúc mà nó biết nói rồi đó, thì ông nội mới hỏi rằng ông hỏi với con là tại sao mỗi lần mà mẹ con mà bồng con, đụng với con là con khóc quáng lên và cũng như là có một cái sự mà kinh hãi. Thì quý vị biết rằng là do cái duyên nghiệp ở trong quá khứ làm cho cậu bé nhớ lại, cậu bé mới kể, kể từ cái kiếp sống mà mình bị vợ mình và cái người em của mình, em ruột của mình, hai người âm mưu mà đập đầu mình chết, rồi mình tái sanh làm con chó, rồi hết làm con chó rồi mới làm con bê, rồi hết làm con bê rồi mới sanh vô cái bào thai của cô ta. Thì khi mà kể ra cái câu chuyện đó, quý vị biết rằng cái ông đó, ông ghê gớm cái sự đời quá, ông ớn hồn với cái sự đời quá. Thành ra hai ông cháu đã giận nhau đi đến chùa tu đó. Thì quý vị thấy rằng do nhàm chán cái cuộc đời này, thấy những cái do nhàm chán cái cuộc đời này, thành ra quý vị thấy rằng hai ông cháu mới bỏ dắt nhau, bỏ để mà đi về chùa để mà tu. Thì cuối cùng hai ông cháu cũng đắc được đạo quả A-la-hán.
Đó thì chúng tôi kể cái câu chuyện này ra đó, quý vị thấy rằng đối với tham phiền não đó, mình đã chết ngà sanh làm là một con chó, rồi cũng quanh quẩn chạy theo cái người phụ nữ đó nữa. Rồi khi mà chết mà cái kiếp chó đó rồi sanh làm con bê đó, rồi cũng quanh quẩn rồi vui vô cái bào thai của người phụ nữ đó nữa. Đó thành ra quý vị thấy rằng là coi như là với tham là như hồi nãy chúng tôi đã định nghĩa cho quý vị nghe, là coi như là nhiễm đắm là trong năm cái trần cảnh, là hoặc là những cái pháp nào khả ái khả hỷ, là thích thú mà với cái pháp đó hết. Rồi đến nỗi mà những cái cảnh giới tái sanh cũng vậy, là những cảnh giới tái sanh thì cũng coi như là hãy tái sanh ở nơi nào là sẽ thỏa thích ở nơi đó. Quý vị có nhớ hoàng hậu Ú Ba Rí, à Ú Ba Rí, quý vị nhớ hoàng hậu Ú Ba Rí không? Do lo sửa soạn về sắc đẹp mình biết, à thành ra khi mà hết tuổi thọ mạng chung, sanh thành con bọ hung. Sanh thành con bọ hung á, lúc đó cứ chui vào trong đống phân. Rồi cái người mà giữ vườn á thấy như vậy, à thấy con bọ hung này thấy nó tội nghiệp quá, thành ra lấy đồ khiều nó ra, kéo nó ra, bỏ nó ra một cái chỗ sạch sẽ hơn. Rồi cuối cùng quay qua quay lại thì nó cũng chui vô cái đống phân đó. Rồi đến nỗi mà khi mà Bồ Tát của chúng ta đó, mà dẫn thần thông lên để mà cho con bọ hung này, nó nói cho ông vua nghe đó, là nó mới từ ở cái kiếp nào đến, thì nói cho ông vua nghe là coi như là mới vừa là hoàng hậu Ú Ba Rí, là chánh hậu của đức vua, bây giờ tái sanh làm con bọ hung. Mà hỏi bây giờ vậy thì còn thương đức vua không? Không, không, không có thương. Bây giờ không có thương đức vua nữa. Đức vua hỏi giờ thương ai? Thương con bọ hung đực. Bây giờ thương con bọ hung đực à. Còn đối với ông vua đó thì chỉ muốn cắn ông vua mà lấy máu cho con bọ hung đực để mà uống. Đó thì chúng tôi kể ra những cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy rằng là đối với tham, đối với tham thì coi như là đối với trần cảnh chúng ta cũng thích thú, những cái pháp khả hỷ khả ái chúng ta cũng thích thú, những cái cảnh giới tái sanh chúng ta cũng thích thú. Thành ra do vậy đó mà chúng ta mới chưa có đoạn tận tham, thành ra chúng ta mới còn ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này. Hết sanh làm người, sanh xuống khổ cảnh cũng có, hoặc là do cái sự tu tiến mình sanh lên cõi trời. Nhưng mà bất cứ một cái cảnh giới nào mà mình cũng có cái sự thích thú ở trong đó. Đó, còn ở trong tạng kinh thì quý vị thấy rằng là khi mà nói về dục ái, sắc ái, vô sắc ái, hữu ái, tham đó, thì năm cái đó là cũng là một chi pháp thôi. Thành ra chúng tôi mới định nghĩa cho quý vị nghe là tham là đắm nhiễm trong năm trần cảnh, thích thú với những cái cảnh giới tái sanh, dục ái, sắc ái, vô sắc ái, hữu ái, cái gì chúng ta cũng đó. Thành ra ở trong tạng kinh thì nói nhiều ra, nhưng mà nếu mà ở trong tạng diệu pháp gom lại chỉ có một chi pháp là sở hữu tham đó. Rồi vậy thì đối với tham phiền não này, tham phiền não này chi pháp là tâm sở tham, chi pháp là tâm sở tham, có trong tám tâm tham luôn. Tâm sở tham có trong sanh ở trong tám tâm tham luôn. Rồi kế tiếp thì đến sân phiền não đô sát. Sân phiền não, sân phiền não như hồi nãy chúng tôi cũng đã nhắc rồi, là trạng thái gì quý vị? Trạng thái khó chịu, không hài lòng. Khi nào mà bây giờ quý vị, khi nào mà quý vị nhìn cái hình ảnh đó, nghe cái âm thanh đó, ngửi cái mùi đó, nếm cái vị đó mà mình cảm thấy không có vừa ý, không có thích, không có chịu, thì cái trường hợp đó chúng ta bị sân, đô sát, ký lê sát, sân phiền não. Vậy thì sân phiền não này chi pháp cũng là tâm sở sân hay là sở hữu sân, có trong hai tâm sân, sanh ở trong hai tâm sân đó. Sân phiền não. Rồi kế tiếp là si phiền não. Si phiền não, si phiền não có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là
không có nhận biết được bốn sự thật. Khi nào mà chúng ta không nhận biết được bốn sự thật, là sự khổ có thật, nhân sanh khổ có thật, diệt khổ có thật, con đường dẫn đến diệt khổ có thật, đó, khi nào mà chúng ta chưa có nhận thức rốt ráo được bốn cái sự thật này, thì coi như là chúng ta vẫn còn bị si phiền não nó chi phối, vẫn còn bị si phiền não chi phối. Vậy thì chi pháp của si phiền não là tâm sở si. Tâm sở si thì có ở trong bao nhiêu tâm? Bao nhiêu tâm bất thiện quý vị? Tâm sở si có ở trong, sanh ở trong, sanh được bao nhiêu tâm, sanh được trong mấy tâm bất thiện? Tâm sở si thì sanh ở trong 12 tâm bất thiện, và sa thú lành thai. Cái này nếu mà học ở tại chùa, ở tại lớp là quý vị được ăn kẹo, được lãnh kẹo. Rồi đến mạng phiền não, mạng phiền não á, ngã mạng, nói đầy đủ là ngã mạng. Quý vị thấy rằng á, đối với cái ngã mạng này mình dễ biết khi nào mình có ngã mạng. Khi nào mà quý vị có so sánh đó nha, khi nào mà quý vị có so sánh á, thì coi như là lúc đó là mình vướng vào ngã mạng. Đó, cái này nó dễ lắm, mà chúng ta dễ vướng lắm, quý vị dễ vướng lắm. Ở trong đây á, là cũng như là quý vị thấy rằng là tất cả các vị hồi nãy, quý vị đều có thọ trì ngũ giới, ai cũng đều thọ trì ngũ giới đó. Nhưng mà trong tâm của mình á, mình cứ nghĩ rằng mình tu tập giới mình không bằng cái người đó đâu. Hoặc là có khi có người ta nghĩ rằng tôi thọ ngũ giới gì chứ tôi mấy người đó giữ giới không trong sạch bằng tôi đâu. Đó, thì quý vị thấy rằng đều có cái sự so sánh hết. Đó, bằng ý thua, bằng ý hơn, đó, bằng ý bằng, đó, bằng mà ý thua có nghĩa là sao? Hồi nãy mình cũng thọ trì tam quy ngũ giới hoặc là bát quan trai giới, nhưng mà trong tâm của mình nó mình nghĩ thôi tôi thọ trì tôi giữ nhẹ tôi học nhẹ chứ tôi không bằng mấy vị đâu, tôi không bằng mấy người đâu, thì bằng mà ỷ thua, bằng mà mình cũng tám giới, người ta cũng tám giới, mình ngủ giới, người ta cũng ngủ giới đó, nhưng mà thôi tôi không bằng đâu, tôi không bằng mấy người đó đâu. Đó, hoặc là mình cũng thọ giới bằng với người ta là bát quan trai giới hoặc là ngũ giới, nhưng mà không, tôi thọ giới từ cái vị trưởng lão kia kìa, cái vị trưởng lão đó nha, đó, mà mấy người này không bằng tôi đâu. Đó, thành ra đó là quý vị thấy rằng là trong cái trường hợp đó bằng mà ý hơn. Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng nếu mà mình muốn quán xét á, ở trong tâm của mình á, có cái sự ngã mạn hay không, thì quý vị cứ nhớ hai cái chữ so sánh. Nếu cái gì mà mình có cái sự mà so sánh, mình có cái sự so sánh là coi như là vướng vào ở trong ngã mạn, vướng vào ở trong ngã mạn. Đó, vậy thì ngã mạn này á, cái trạng thái là kiêu hãnh, kiêu hãnh. Rồi khi nào quý vị thấy rằng mình có cái sự so sánh là mình, một là mình kiêu hãnh, hai là mình tự ti. Đó, mình so sánh là một là sanh lên kiêu hãnh, hai là sẽ là tự ti. Đó, nhưng mà những cái kiêu hãnh hay là tự ti gì cũng vậy, nó cũng là bợn nhơ ở trong tâm của mình hết, bợn nhơ ở trong tâm của mình hết. Đó, thành ra đó nó đều vướng vào cái ngã mạn. Vậy thì cái chi pháp của phiền não ngã mạn là tâm sở mạn trong bốn tâm tham ly tà kiến. Chi pháp là sở hữu ngã mạn hay là tâm sở ngã mạn sanh trong bốn tâm tham ly tà, sanh trong bốn tâm tham ly tà kiến, đúng rồi. Dạ, sanh tham. Rồi
đến kiến phiền não. À, kiến phiền não hay là nói đầy đủ là tà kiến phiền não. Tà kiến phiền não. Tà kiến phiền não chúng ta chỉ gom chung lại cái gì mà quý vị thấy sai. À, cái gì mà quý vị thấy sai thì nó là tà kiến. À, tà kiến phiền não. Có nghĩa là trong những cái điều, trong những cái pháp mà nó vô thường đó, mà mình thấy thường là mình vướng vào tà kiến. Trong những cái pháp á, mà nó thuộc về khổ mà mình thấy lạc, nói thôi cái cuộc đời này khổ lắm mà mình cũng tranh thủ một lúc nào đó mình đi tu, sau đó cuộc đời đâu có gì đâu khổ đó. Bây giờ á, khổ gì, khoa học thì tiến bộ, trình độ của con người càng ngày cũng càng cao, rồi cái gì cũng phát triển hết, đói thì có ăn, khát thì có uống, đi ra ngoài đường thì cũng có đầy đủ phương tiện. À, rồi thành phố thì mọc lên những tòa cao ốc đồ này kia. À, rồi người dân thì làm thì lương bổng nó ổn định, đời sống thì làm gì khổ. Đó thì những người đó, đó thì cái này là mình nói là các pháp hữu viên nó khổ mà không chịu. À, họ kể ra hàng loạt cái điều đó. Thật sự ra là những người đó giống như là những người mà chỉ thấy đứt tai chảy máu mới gọi là bệnh thôi. À, còn chứ họ không có thấy được những cái chứng bệnh mà nó tiềm ẩn ở trong người của mình. Ví dụ như trong người của mình nó có đang có chứa sẵn cái mầm mống ung thư, hoặc là nó chứa sẵn một cái giống, một cái hạt giống, một cái mầm mống gì đó mà để cho mình làm mai sau này mình bị bệnh vân vân. Có nghĩa là họ không có nhìn xa trong rộng được, thành ra họ nghĩ rằng cái cuộc đời này nó là lạc, mà trong khi Đức Phật nói là khổ mà họ nó cho là lạc. Đó, mình có cái sự nhìn sai trong vô thường mà mình tưởng, trong khổ mà mình tưởng lạc, trong vô ngã mà mình tưởng là ngã, trong bất tịnh mình tưởng là tịnh. Đó thì những người mà có bị những cái tư tưởng sái quấy như vậy thì gọi là bị tà kiến chi phối. Vậy thì đối với kiến phiền não này á, chi pháp là sở hữu tà kiến hay là tâm sở tà kiến, sanh ở trong bốn tâm tham hợp tà, sanh ở trong bốn tâm tham hợp tà. Đó. Kiến phiền não chi pháp là tâm sở tà kiến, sanh ở bốn trong bốn tâm tham hợp tà. Đó, quý vị thấy rằng có những người á, coi như là ơi vật dưỡng nhân, con vật nó sanh ra để cho mình ăn, để mà mình sống vân vân. Đó, thành ra đều vướng vào những cái tà kiến hết. Đó. Rồi đến cái phiền não thứ sáu, nghi phiền não, hay là nói một cách đầy đủ là hoài nghi phiền não. Hoài nghi phiền não, hoài nghi phiền não có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là mình có cái tư tưởng, có cái tư tưởng ở trong tâm đó, mình phân vân, mình lưỡng lự, phân vân lưỡng lự do dự đối với cái gì? Đối với những cái ân đức trong sạch của Đức Phật, của ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Đó, những cái điều học, những cái điều học ở trong giới định tuệ đó, đó mà mình phân vân lưỡng lự, không biết Đức Phật có phải là ông Phật đó, có không phải là không biết là phải giác ngộ thật sự không, hay là do người đời người ta ca tụng đồ này kia, rồi không biết cái giáo pháp này mình hành theo nó có dẫn đến cái sự an vui an lạc không. Đó, mình phân vân lưỡng lự do dự đó, thì trong cái đó gọi là hoài nghi phiền não. Hoài nghi phiền não. Vậy thì hoài nghi phiền não cái chi pháp là tâm sở hoài nghi. Sanh trong tâm si hợp với hoài nghi. À, hoài nghi phiền não chi pháp là tâm sở hoài nghi, sanh trong tâm si hợp hoài nghi, hợp với hoài nghi, đúng rồi. Dạ, ta tu lần thai.
Rồi cái phiền não rồi tiếng hoài nghi. Hoài nghi rồi đến hoài nghi rồi đến phóng dật. Dạ, phóng dật trước, không cần trước gì cũng được, phóng dật. Rồi, phóng dật phiền não. Phóng dật phiền não có nghĩa là gì? Phóng dật có nghĩa là cái trạng thái tâm tán loạn của tâm. À, cái trạng thái tán loạn của tâm có nghĩa là mình ngồi ở đây mà mình suy nghĩ đủ thứ chuyện hết, hết cái chuyện này tới chuyện kia, đó, hết cái chuyện này chuyện kia. Ví dụ như giờ ngồi nghe pháp mình cứ nghĩ, ngồi cái tay cái kiều kiều chỗ này kiều kiều chỗ kia, tư tưởng thì nó ở đâu, lâu lâu thì nhớ cái chuyện này, lâu lâu nhớ cái chuyện kia, rồi định làm cái này định làm cái kia, đó thì những cái đó đó gọi là cái trạng thái tán loạn của tâm. Cái trạng thái tán loạn của tâm thì có người tán loạn nhiều, có người tán loạn. Thí dụ như chúng ta có cái sự mà tu tập thì chúng ta thấy rằng mình tâm mình nó cũng vừa nghĩ đến cái chuyện này. Thí dụ như giờ mình đang ngồi nghe pháp mà tâm mình tự nhiên nó nghĩ rằng đi đi làm đi nước cam uống, hoặc là trời hôm nay lạnh quá đi pha đi sữa nóng uống, cái mình nghĩ mình nhớ lại một chút nữa còn 15 phút 20 phút nữa là hết rồi. Lúc đó mình sẽ làm. Thì đối với một cái người mà mình có tu tập, mình có thường nhìn cái tâm của mình á, thì nó vẫn còn khởi lên cái phóng dật. Nhưng mà chúng ta biết quay về với nội tại, có nghĩa là nó vừa khởi lên mình biết quay lại, là có nghĩa là mình biết là tâm mình mới bị phóng dật, bây giờ mình chú tâm lại để mà mình nghe, hoặc là mình chú tâm lại để mình làm cái việc nào mà mình đang làm. Thì cái lúc cái đó đó là cái trạng thái là do mình có tu tập, do chúng ta có để ý, chúng ta có tu tập, thành ra chúng ta dừng lại kịp, chúng ta dừng lại kịp đó. Còn cái người mà coi như là không chịu tu tập thì quý vị thấy rằng cái tâm của họ nó cứ bị cái tâm của họ bị chi phối này chi phối kia. Alo, alo. Dạ đúng rồi, ai vậy? Alo, alo. Sao vậy anh? Rồi. Rồi rồi để 10 phút nữa điện lại anh chính ha. Rồi ok. Rồi 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 10 phút nữa điện nha. Dạ, xin lỗi quý vị nha. Rồi. Phóng dật phiền não. Chi pháp là tâm sở phóng dật, sanh ở trong 12 tâm bất thiện luôn. Quý vị có nhớ là tại sao mà sở hữu phóng dật mà sanh ở trong 12 tâm bất thiện không? Tại vì nó nằm ở trong si phần, mà hễ mà si phần nó là bất thiện biến hành, nó là bất thiện biến hành, thành ra nó sanh đủ ở trong 12 tâm bất thiện luôn. Rồi sanh đủ trong 12 tâm bất thiện. Rồi hôn trầm, hôn trầm, hôn trầm phiền não, hôn trầm phiền não. Hôn trầm phiền não có nghĩa là trạng thái uể oải,
nó quậy quậy, nó lười lười, nó nhát nhát, nó lười lười nhát nhát đó. Cái trạng thái này đó là quen thuộc với chúng ta, đừng có nói rằng là mình không có bị trạng thái này nha quý vị. Chúng ta đều còn phàm phu, mà chúng ta đều bị cái trạng thái này hết. Quý vị biết có những ngày, có những ngày chúng tôi phải nói rằng rất là mệt, có thể là phải đi ra ngoài, đi tới đi lui, rồi có nhiều khi phải đi tắm. Có nhiều khi quý vị biết rằng là tự một mình mà ngồi mà tụng cái bài nào mà mình thích, để mà cũng như nó lấy lại cái sự hưng phấn, lấy lại cái sự hưng phấn. Chứ lúc đó mà hỏi quý vị á, mình bỏ mình đi, thí dụ như gần tới cái giờ giảng á, nó rất là mệt, nó rất là lo lắng cái chuyện này chuyện kia, nó đủ thứ chuyện hết, mà bây giờ mình bỏ đi ngủ cũng được, đâu có ai, đâu có ai mà la mình nữa quý vị. Nhưng mà riết mình sẽ quen tập, quen tập, rồi từ đó mình bỏ một lần được, mình sẽ bỏ nhiều lần đó, rồi tự mình nó sẽ xuống cấp đó. Thành ra mình phải tự mình lấy lại cái sự hưng phấn đó. Thành ra chúng tôi mới nói rằng là đối với ai cũng vậy, khi mà mình chưa có tinh tấn tu tập là mình ưa bị cái trạng thái này, hoặc là có khi mình có cái sự tinh tấn tu tập rồi nhưng mà mình vẫn còn bị cái phiền não này nó chi phối, là cái trạng thái uể oải, nó lười nhác, nó co rút cái tâm của mình lại, đó là cái trạng thái của hôn trầm phiền não. Hôn trầm phiền não chi pháp là sở hữu hôn trầm, sở hữu hôn trầm sanh ở trong năm tâm bất thiện hữu trợ. Năm tâm bất thiện hữu trợ tự chúng ta tìm ha. Chi pháp là tâm sở hôn trầm sanh trong năm tâm bất thiện hữu trợ. Rồi đến cái phiền não thứ chín là vô tàm, thứ chín là vô tàm. Vô tàm á hí quý cá hít lê sát. Vô tàm phiền não có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là không có hổ thẹn với tội lỗi, nhất là cái tội lỗi của luân hồi, cái tội lỗi luân hồi đó, mình không có hổ thẹn, không có hổ thẹn ghê sợ gì hết đó. Không có xấu hổ, không có xấu hổ gì hết. Mình không có xấu hổ gì với ba cái chuyện luân hồi đó, thì đó gọi là hổ thẹn. Hổ thẹn rồi. Vậy thì chi pháp của vô tàm phiền não này là tâm sở vô tàm, tâm sở vô tàm sanh trong 12 tâm bất thiện. Tâm sở vô tàm sanh trong 12 tâm bất thiện. Rồi còn cái phiền não thứ 10, phiền não cuối cùng, vô quý. Vô quý phiền não, vô quý phiền não, vô quý phiền não có nghĩa là không có sợ, không ghê sợ. Cái trạng thái mà không có ghê sợ với tội lỗi được gọi là vô quý phiền não. Cái trạng thái mà mình không ghê sợ với tội lỗi, không ghê sợ với tội lỗi, thì cái trạng thái đó gọi là vô quý phiền não. Rồi chi pháp của quý phiền não là tâm sở vô quý sanh trong 12 tâm bất thiện. Tâm sở vô quý sanh trong 12 tâm bất thiện. Rồi chúng tôi mừng quá, đã dứt được thập phiền não rồi, 10 cái phiền não rồi. Rồi vậy thì chúng tôi yên tâm thúc được cái buổi học ngày hôm nay. Với cái phần phước này xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia đều với quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài vì được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, sa thú lành thai.
Chúng con kính tri ân Đại Đức Quách Tính đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức. Và huynh ơi, Thượng Tọa Minh Hạnh còn ở trong room sao? Cảm dân không thấy. Dạ dạ. Dạ con không? Dạ, vậy thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Dạ, chúng con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính chúc phúc cho room được trọn vẹn phước báo. Và vì Thượng Tọa Minh Hạnh đã rời room. Dạ, kính dân mít đến sư. Om tu sa pa mangalang rakkan tu sa pa devata samma bhuta nu pa ve na sada so ti pa wan tu te pa tu sa pa mangalang rakkan tu sa pa devata sa pa dhamma nu pa ve na sada so ti pa wan tu te pa tu sa pa mangalang rakkan tu sa pa devata sada và hoàn tu tê phước bao hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.